cây sim rừng, sim ăn quả nha bạn nha. Cây thoát thân rất là đẹp. Cái độ dài của đoạn thoát thân thì khoảng tầm hơn 1,5 m. Cao lên khoảng tầm 2 m, hơn 2 m ạ. Hoa sai. Hoa rất đẹp luôn. Đó. Hoa không đã thấy đẹp rồi ạ. Ngoài ra là cái sim này là sim quả nha bạn nhá. Chi chít. Và các bạn biết rồi đấy, cái quả sim nó có, không biết là có công dụng gì, nhưng mà thấy các anh đàn ông toàn thấy đặt mua các cái quả sim này để ngâm rượu. Thì các bạn tham khảo. Các bạn có nhu cầu mà có nhà vườn mà rộng và đẹp, mà muốn trưng một cái chậu cây hoa sim ạ. Thuần chậu rồi nhá bạn nhá. Đây là bạn nhìn này. Đấy, vào chậu lâu rồi ạ. Đường kính gốc thì khoảng tầm được 4 cm. Thoát thân của gốc thì được hơn 1,5 m. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây sim ăn quả rất đẹp như này, thứ nhất là vừa thưởng thức cái hoa của nó, thứ hai nữa là có quả để mà ngâm rượu, thì vui lòng liên hệ thật sớm nhé các bạn nhá, một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Cảm ơn các bạn nhiều nhá.